mới với tình yêu cứng đầu vô sáng khoái cùng công sức địa hoàng thành tại con cá sấu cảm giác mạnh suối tiên biết sao ở đây á là mát mang đến sự thư giãn cho du khách suối tiên thiên đường mùa xuân. Trước đây mỗi lần gọi đầu từ đất lại bị cả nóng, từ khi dùng dầu gội dược liệu nguyên thương tóc đã giảm được hẳn, hoàn toàn sạch cầu và hết nữa thêm nhiều tóc. Anh bạn yêu là cũng đang lai đến xuất thế cũng là nơi diễn ra lễ hội múa lân sư đồng kinh hồn náo nhiệt trong suốt những ngày đầu xuất thế. Đại cung kim liên sơn. Cầu chúc cho du khách được hưởng nhiều tài lộc và may mắn. Đại quân quân lê sư xuất thế cũng là nơi diễn ra lễ hội múa lê sư đồng tân bình náo nhiệt trong suốt những ngày đầu. Có ai đi không? Lên xe đi, ghé 50.
14 người là 700. Tí xe đó nha, chạy một chồng cho biết rồi bắt đầu mình đi. Nhưng mà hẹn bỏ này lên luôn đâu chứ. Dưới 1 mét là không có giá. Nè, 1 mét hơn mét rồi. Cũng là nơi diễn ra lễ hội múa lân sư rồng tưng bừng náo nhiệt trong suốt những ngày đầu xuân, như là một lễ vật dâng lên thần Kim Lân Sơn xuất thế. Gắn bó với người nông dân, ông cha ta thường nói con
con trâu mà đầu cô người năm trước cho đã gắn bó với con người cùng với sự ra đời của nền văn minh mới nước. Nhà Việt cổ không những biết săn trâu mà còn huỳnh hóa trâu, lợi dụng sức khỏe của trâu để tự thích. Để mất điểm rồi, rớt nó mất điểm rồi. Đi chưa chơi gì mà đói.
Bài cho đẹp dục. Nếu mà muốn giả mà dán chắc nha, mà không nữ là nó đau không. Có một cái bài. Có một cái bài. Có một cái bài. Có bài. Có một cái bài. Có một cái bài. Có một cái bài. Có một cái bài. Này chắc quạt người ta để cho có chút xíu muối tiêu chanh cho ngon thì nó đậm đà. Thấy mặn rồi mà. Ba muốn gì ba chả, cắt chả cho ba. Rồi cho anh Tư nói tiếp khách ra ấy bạn có ấy không? Mấy tiếp khách rồi hả? 4 năm vậy. Năm hả? Được. Bảy à. Có đem muối tiêu chanh. Có. Cái tôm khô mà chấm chút xíu muối tiêu chanh cho ngon thì nó đậm đà. Thấy mặn rồi mà. Ba muốn gì ba chả, cắt chả cho ba. Vô thôi. Có hai khô đúng không? Cầm lon bia với miếng không mà đứng đây nhậu là bé Dương à. Dạ, có là người cũng nói là đó. Ờ, bên đó về, bên đó về. Ai, ai ông bánh té.
Tí cho vợ em đi tàu lượn siêu tốc đi. Nó đòi đi. Đó, nó đòi đi rồi. Đúng rồi. Rủ hai vợ chồng đi luôn em. Cho hết tình cảm đi. Hai vợ sợ hả Lâm? Em sợ. Em cầm cầu cho. Chấp nhận sợ. Muốn theo bảo vệ chủ đồ. Ai cho đi giữ đồ cho. Thi nó đi mấy lần rồi mà. Chưa hả? Chưa hả? Ủa, nghỉ nhẹ thôi. Dạ, ông đi thì xong cái con ngồi luôn. Ông mà phải đi toilet đi, lên đó. Lên đó nó nhịn nhịu xuống. Em nói là để đi máy bay về. Đã bán cơm chiên rồi bà ngồi ở tướng đi. Ôi, ngồi được lắm. Nãy giờ, nãy không có ngon luôn. Mới bút tô hủ tiếu xong. Chứ bây giờ đem theo mà không ăn là chút lắp dễ nặng. Để bỏ vô người lắp thì cho dễ đi. Từ đâu đúng. Việc mình làm thôi chứ đâu có muốn. Phải ăn no chậu chung này nha. Chúng ta chỉ đợi tiên thôi. Anh nói à, tại sao không tiêm mà mình đi chung vậy, chịu đi tại đi. Tại vì nó ra bị cuốn vụ bé đó, xe nãy đó. Nếu có đứa người này thu, người kia thu, nãy xe kia nó lâu. Nói chung đứa tiên tại này cũng không đông lắm. Có ba con mấy. Tôi tìm học cô gì thầy học cô gì xuất sắc ha, bên tập xe đẹp không? Xe nó lỏng thì nhưng mà cái trò chơi đó. Thank you.
Nắng quá à cô. Đưa cho ông coi. Con đưa tiền cho ông rồi. Đây. Cái miệng con dính dầm lâm cả. Đi đi hai ăn với đi. Đi hai miếng. Không dám uống. Đi hai. Mở đậu. Ở đây là tao mua mấy cây. Thôi nó không ăn. Ăn đó. Ăn không? Ăn thì không mua nha. Không có ngại gì. Không có ngại nào khóc. Chữa nổi. Để các bạn ghé thăm. Trân trọng kính mời. Em miếng là đừng có đất mình ra. Và sẽ chứng kiến tận mắt một cuộc chiến sinh tồn tranh giành quyền lực và lãnh địa giữa con người với con người. Hai bên sẽ khép cả các bạn đến khi nào khi các hồ trên chiến trường những tiền đại quân hay chiến tuyến những tên bắn phun thuốc những tảng đá bay trên đầu chiến khách. Các bạn sẽ được chứng kiến tận mắt con đường của những linh hồn những xác chết từng đường hóa đá những cuộc tác hữu đồ trong phút hình tượng. Các bạn sẽ như tôi vào khu vực rồi xin mời cái đô 09 vô bến 09 17 hai
13, 15, 07, 12, vui lòng về bến hết giờ. Rớt rồi. Dân lên thần kim lân sơn xuất thế.